Em Lê Thị Thu Hường, năm nay 52 tuổi. Lên chương trình muốn tìm một nửa kết nối yêu thương. Già cũng được, nghèo cũng được, ở trọ cũng được, miễn là yêu thương nhau, hợp nhau. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay cô chị gái cũng rất xinh đẹp, dễ thương, vượt một quãng đường rất là xa từ Hải Phòng vô đây tìm một nửa yêu thương của mình. Điều kiện của chị đưa ra cũng rất là dễ, không cần giàu, già cũng được, nghèo cũng được, điều kiện rất là dễ. Liệu ngày hôm nay chương trình có kết nối cho chị chú nào hay không thì kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Trước khi bước vào câu chuyện, mấy anh em cũng xin nhắn gửi toàn thể quý vị khán giả, nếu ai gặp hoàn cảnh khó khăn, ai muốn tìm kiếm vợ bỏ đi, ai muốn kết nối tình duyên, hãy liên lạc qua số điện thoại trên màn hình, mấy anh em sẽ giúp đỡ một cách nhiệt tình và miễn phí. Rồi, thay mặt mấy anh em ở đây, em chào chị. Dạ. À, trước hết thì chị cho biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em Lê Thị Thu Hường, sinh năm 1972. Chị Hường. Năm nay 52 tuổi. Dạ. Mình đến từ đâu chị ha? Đến từ Hải Phòng ạ. Từ Hải Phòng vô đây là cả ngàn mấy cây ha? Dạ. Xa quá. Anh Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao chị ha? Đã ly hôn rồi ạ. Chị có mấy người con? Hai người con. Con lớn hết chưa chị? Dạ, cháu lớn năm nay 30 tuổi rồi. 30 tuổi rồi hả? Cháu nhỏ 15 tuổi. Rồi có thành lập gia đình chưa? Dạ chưa. Hiện tại là con ở bên chị hay bên cha? Và đứa lớn thì ở với ba, còn đứa nhỏ thì ở với mình. À, đứa nhỏ. Dạ. Rồi từ hồi mà mình chia tay mình có tìm hiểu thêm anh nào nữa không? Dạ chưa có ạ. Sao vậy? Rất xinh đẹp, dễ thương mà mình cán chọn hay sao? Không, phải mình nghĩ là có khi là chưa đến duyên. Nhưng mà chắc chắn là ở ngoài thì chắc cũng có nhiều anh, nhiều chú cũng đeo đuổi mình chứ. Đúng không? Có thể là cũng có người đeo đuổi đấy, nhưng mà mình không biết, mà có khi mình không kết nối với ai cả. Chưa có kết nối với ai. Rồi hiện tại thì chị đang làm công việc gì? Dạ đang làm tự do thôi. À, đang làm tự do, kinh doanh buôn bán tự do ha. Rồi chị chia sẻ về tính cách tính tình của mình tí xíu nè. Mình thì cũng vui vẻ hòa đồng thôi, cũng nhiệt tình mà cũng không có gì gọi là kén chọn lắm. Cũng mong là tìm thì được bạn, người bạn thì yêu thương thì kết nối với nhau cho nó hòa hợp. Rồi, thế bây giờ mình tìm một nửa yêu thương nè, mình muốn độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Dạ, từ bằng tuổi mình đến khoảng 65, 67 gì đấy cũng được. Nhỏ hơn mình được, nhỏ hơn mình 5 tuổi được không? Sợ nhỏ hơn mình thì họ không ưng mình. Ưng chứ, có nhiều anh thấy chị trẻ đẹp dễ thương người ta vẫn ưng chứ. Thế nhỏ hơn họ không ưng mình chết. Nhưng mà ưng cũng được ha, dạ. Tùy duyên đi ha. Dạ, tùy duyên. Nhỏ hơn 5, 6 tuổi cũng được, sợ nhỏ quá thì kỳ. Rồi, như vậy thì chị đi vượt quãng đường xa tìm nữa yêu thương thì cũng thấy vui rồi ha. Bây giờ mình muốn anh đó là phải vùng miền nào không? Hay là ở đâu cũng được? Dạ không, cái đấy tùy duyên, vùng miền nào cũng được. Tùy duyên ha? Dạ, tùy duyên. Rồi, chị có cần anh đó phải tài giỏi kinh doanh buôn bán, có nhà cửa ổn định hay là sao? Hay là một người công nhân bình thường cũng được? Có nhà cửa ổn định thì nói chung là nó cũng tốt hơn. Còn nếu mà không thì cũng là tùy duyên. Đúng rồi. Mình kết nối được với nhau thì nó cũng là tùy duyên. Có không nhà nhất thiết là cứ phải là có nhiều tài sản. Nói chung có nhà cửa thì cũng tốt. Dạ. Cái đó là ai cũng muốn, mong muốn điều đó. Dạ, còn nếu mà không có thì mà tùy duyên, hợp tình hợp ý thì mình ở trọ cũng được. Dạ. Đó. Thế nhà quả chị thì bự không? Không chị dạ. Ở Hải Phòng á. Nhà nhỏ lắm, bây giờ nhà thì nhỏ mà ba con nó ở à. Bây giờ ví dụ như giờ mình lấy chồng, mình về bên đó ở, về nhà chị ở được không hay là mình đi theo chồng? Không, mình lấy chồng thì mình phải theo chồng chứ. Theo chồng ha, vào Nam luôn. Dạ. Bây giờ theo chồng mày, ví dụ cái người đó chưa có nhà, đang ở chợ thì mà thương tình hợp ý với chị thì chị có chấp nhận đi ở chợ không nè? Dạ, cũng được ạ. Cũng được ha. Dạ. Vợ chồng mình còn trẻ mà ha, cùng làm cùng ăn này cũng còn vượt qua khó khăn. Rồi, bây giờ chị thích tính cách tính tình của người đàn ông như thế nào nè, hợp với chị nè?
thì nói chung là đừng có mà gia trưởng quá, thì hợp tình hợp lý là được, mà đừng có gia trưởng. Nhưng là không có gia trưởng ha. Dạ. Rồi nhậu hút thuốc gì được không? Dạ. Nhậu hút thuốc gì được không? Là sao ạ? Ý là cái người đàn ông đó nhậu rồi được không? Hút thuốc rồi được không? Chị có thích không? Hút thuốc yeah. Nhậu xíu xíu cũng được. Thì về cái đấy là cũng là tính cách rồi, cũng khó bỏ được. Ừ. Nếu mà bỏ được tốt ha. Thì bỏ được thì được. Thôi từ lúc giờ là mình chia tay là mình không có tìm hiểu thêm. Dạ chưa có ạ. Chưa anh nào nữa à? Dạ. Ở bên mấy chị thì cũng làm mai cho mấy người đấy, nhưng mà mình thấy nó như là không hợp hay sao ấy. Ừ. Rồi cũng không có kết nối nữa. Cũng chưa có lần nào mà kết nối ấy. Thế hiện tại mình đang làm công việc tự do thì thu nhập mình cũng ổn không chị? Nói chung là cũng bình thường, tại vì bây giờ là đang ở nhà chị bà con á. Ừ. Thì ở đấy là trông em bé, trông con cho cháu nhà chị, thế là ở đấy với chị luôn. Mình đây, trong khi mình vô đây thì chắc tìm công ăn việc làm trong đây luôn ha. Dạ. Hôm nay mình lên chương trình bạn người thân bạn bè gì biết không? Dạ có, sáng nay đi là có nói với chị là em đi lên chương trình kết nối yêu thương. Chị nói sao? Chị cười thôi, chị không nói sao. Con mình biết không? Con thì chưa biết, tại vì nó còn ở ngoài Bắc, mình chưa có nói. Mình không có điện thoại về báo hả? Dạ chưa có nói. Rồi mấy bạn bè, người thân anh chị em mình? Chưa có nói ai cả. Để âm thầm rồi có cái cho bất ngờ luôn ha. Dạ. Thế giờ dáng chị cũng đẹp quá, chị cao nhiêu nè, cân nặng nhiêu? Cao có 1m50 rồi. Chị đứng lên nghe. À, chị đứng lên ra chỗ. Cao có 1m50, nặng 50kg. Wow, quá chuẩn á, dáng đẹp á. Tính cách chị thì cũng vui vẻ hòa đồng hả? Mình dạ, có mình... khó khăn khắt khe gì không? Không, mình không có khắt khe gì, mình vui vẻ hòa đồng lắm. Có hay giận hay giận dỗi gì không? Dạ không, giận dỗi. Giận lâu gì không? À, tuổi này rồi còn giận dỗi gì nữa. Thế bao nhiêu năm rồi mình ở vậy rồi mình thấy cô đơn buồn không? Dạ cũng thấy cũng buồn chứ. Buồn ha. Lúc cũng chạnh lòng buồn chứ. Thấy họ có đôi cái lứa mình cũng buồn chứ. Nhưng mà nghĩ có khi là mình chưa tới duyên. Chính thức là chị chia tay bao nhiêu năm? Chính thức là từ ngày mùng 1 tháng 6 năm 2015 là nhận quyết định của tòa ly hôn. Mà mình tìm hiểu mình ở với nhau bao nhiêu năm mình mới chia tay? Ở với nhau cũng phải được 27 năm đấy. Trời ơi, một thời gian cũng dài á. Dạ. Rồi sao mà kết cuộc chia tay, do chị hay do anh? Nói chung là cả hai bên mình chắc là nó hết duyên thôi, hết duyên hết nợ. Tại vì như là nói là vợ chồng nó là cái duyên nợ. Thế chắc là hết duyên nợ rồi thì tự khắc rời nhau thôi. Hết duyên nợ rồi ha. Dạ. Rồi con cái chia tay thì con cái cũng đồng ý ha, mọi người theo cha, người theo mẹ ha. Dạ, cháu lớn thì lúc bấy giờ cháu lớn thì nó cũng nói đấy là cái đấy là cuộc sống của ba mẹ, tùy ba mẹ, nếu ba mẹ thấy vui thì vẻ thì ba mẹ, chứ còn con cũng không có ý kiến gì. Rồi hôm nay mình lên mình tìm một nửa yêu thương nè, thì mình cũng không cần giàu có, đúng không? Dạ. Nếu mà có kinh tế thì cũng tốt, còn không có mà hợp tình hợp ý thì mình đi chấp nhận đi ở trọ cũng được. Dạ. Hai chồng cùng làm cùng ăn. Dạ. Điều kiện chị đưa ra cũng rất là dễ. Dạ. Thế mình có cần ngoại hình gì không chị? Cao tướng tá sao không? Đơn giản không vậy đâu. Hả? Dạ. Người nhìn vừa được là hợp tình, quan trọng là đạo đức ha. Dạ. Điều kiện của chị cũng rất là dễ. Rồi hôm nay là chị thấy vui chưa? Chị xem chương trình tụi em lâu chưa? Dạ xem chương trình lâu rồi, theo dõi lâu rồi. Rồi sao hôm nay mới quyết định lên? Cũng muốn đi bao nhiêu lần nhưng mà cứ ngại ngại á. Xem từ ngày ở ngoài Bắc à? Xem từ ngoài đó luôn. Dạ. Hôm nay tới mới quyết định mới lên. Nhắn tin các chú trên Zalo mấy lần rồi, bao nhiêu lần rồi mà. Ôi trời ơi, điện thoại gì thì còn chưa được đó, nhắn tin đâu có thời gian đâu. Có nhắn tin có các chú có trả lời đó. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Ừ. Có dép tin nhắn rồi nhưng mà cũng không có. Tại vì nhiều lắm, tin nhắn một ngày thì có khi 500-600, có ngàn tin nhắn lên. Dạ. Không có xem nổi đâu. Dạ. Còn điện thoại gì đó, nhiều khi chương trình gì nãy giờ chỉ thấy người ta điện quá trời luôn, đâu có nghe được đâu. Dạ. Rồi có khi rảnh thì mình mới nghe được.
Rồi hôm nay là chị lên chương trình là vượt một quãng đường xa, chị thấy cũng vui rồi ha, chia sẻ hết tâm tư của mình ra thấy vui rồi. Dạ. Từ gì Hải Phòng hả? Vô đây chắc cũng ngàn mấy rồi, ngàn mấy cây số. Rồi để kết thúc chương trình, chị có lời nào nhắn gửi tới cô chú anh chị, đặc biệt là mấy anh mấy chú đang xem chương trình muốn kết nối với anh nè, muốn kết nối với chị nè. Thì cũng nhắn gửi là các anh các bạn mà thấy mà mình hợp duyên nhau thì kết nối để mình yêu thương nhau, dựa vào nhau cho quãng đời còn lại cho nó vui vẻ. Yêu thương nhau, dựa vào nhau ha. Dạ. Rồi chị nhắc lại chị tên gì, bao nhiêu tuổi nè, ở đâu nè? Lê Thu Hường, 52 tuổi, sinh năm 1972 ở Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Tìm một nửa yêu thương, dạ, không cần giàu. Dạ. Không cần già. Dạ. Nếu mà nghèo cũng được, không dạ, sao hết, được. Hai dạ. chồng ở trọ cũng được. Dạ. Rất là dễ. Điều kiện của chị đưa ra cũng rất là dễ, thì chương trình chắc tụi em kết nối chừng khoảng chừng mấy ngày là có thôi. Quan trọng là chị có cán chọn hay không. Rồi, ngày hôm nay chị lên chương trình, tin tưởng anh em vượt một quãng đường cả ngàn mấy cây số. Tụi em cũng cảm ơn chị, chúc chị luôn luôn trẻ đẹp, gặp nhiều may mắn, mau sớm kiếm được một nửa yêu thương như mong đợi chị ha. Dạ, cảm ơn chương trình ạ. Rồi, hôm nay chị lên chương trình, chị có cam kết những thông tin của mình là đúng, chị chia sẻ, chị chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin của mình không ạ? Dạ, có ạ. Rồi, chị có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video này chia sẻ trên mạng xã hội tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, chị cam kết là không gửi xuống, chị có đồng ý không? Dạ, có ạ. Rồi, em cảm ơn chị, cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hãy đăng ký kênh, bấm vào chuông để lại bình luận góp ý kiến cho chị gái xinh đẹp, dễ thương, có cách nhìn đa chiều hơn. Và một lần nữa, thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn ạ. Chưa? Mua 2 lần rồi. 2 lần, bây giờ lấy thêm 2 chai nữa ha. Rồi. Bà uống rồi bớt chưa chị? Thì uống thấy cũng bớt, tôi thấy cũng khỏe, bữa giờ không có đau chứ. Trước khi chị uống thì cái tình trạng bệnh của mình như thế nào? Trước hay cứng cổ rồi đau vai gãy đó đó, cứng cổ. Rồi, sau khi chị uống xong thì tình trạng nó là sao? Thấy bữa giờ nó cũng không có đau. Đau khớp, khớp cổ hả? Đau vai gãy rồi, nói chung là chị đau lưng nữa, nhưng mà hôm bữa tại chị uống thuốc tây á, chị uống mấy ly thuốc tây cho nó đỡ đau á. Mà sau rồi giờ chị uống cái này rồi chị thấy là từ bữa giờ chẳng thấy đau lại. Ừ, vậy là tốt rồi chị, vậy là hợp thuốc rồi đó. Thì chị uống được mấy ngày thì nó bớt? Chị uống chai, bắt đầu chai thứ hai á. À, chai thứ hai bắt đầu là nó bớt từ từ rồi đúng không? Rồi, chị uống được 3 chai, gần 3 chai rồi đó. Rồi, vậy là đúng theo cái lộ liệu trình của nó rồi đó. Thì 10 phần thì chị cảm giác nó bớt được mấy phần rồi? Hết 7 phần rồi. Ủa, không biết là... có đau lại không? Thì giờ uống thì thấy khỏe đó. Không chị ơi, cái thuốc này là thuốc thiên nhiên nên là nó uống vào thì nó bớt, nó sẽ bền vững chứ không phải là như kháng sinh đâu, chị cứ yên tâm nhá. À. Bây giờ lấy thêm 2 chai nữa ha. Rồi rồi. Rồi uống mà tốt thì giới thiệu giúp em nhá. Rồi rồi. Rồi em cảm ơn chị, em chào chị. Rồi rồi. Dạ. Yeah.